Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt chế độ mở bằng kết hợp hai tính năng. Thì mình chạm cho khóa sáng lên. Rồi sau đó mình sẽ bấm sao thăng. Nhập mật khẩu admin hoặc là vân tay admin. Administrator verification complete. Chọn vào mục số 3. Bấm số 1. Rồi sau đó chọn vào mục số 3. Đây thì nếu mà mọi người muốn mở bằng kết hợp hai tính năng thì sẽ chọn vào cái số 2, còn bình thường thì chỉ còn mở bằng một tính năng thôi thì là cái số 1 nha. Operation complete. Rồi, sau khi mà cài thành công rồi thì mình tắt ra mình thử lại. Verification completed. Input the second identification. Đấy thì lúc này máy sẽ báo là phải nhập thêm một cái người dùng nữa.